ứng dụng này có trên 1 triệu lượt tải xuống, kinh khủng, và có hơn 112.000 đánh giá, trung bình đánh giá là 4,6 sao, rất là tuyệt vời, với một cái ứng dụng miễn phí, vô cùng tuyệt vời. Chào bạn, tôi là Phạm Hồng Chiến. Hôm nay tôi làm video này để hướng dẫn bạn ghép video với cái ứng dụng capture recorder đây là ứng dụng quay màn hình điện thoại miễn phí và tốt nhất tôi từng dùng có rất nhiều ứng dụng cho phép chúng ta quay màn hình điện thoại nhưng những ứng dụng miễn phí thường là nó để lại cái dấu bản quyền và muốn gỡ cái dấu bản quyền này ra mình phải mua, bạn hiểu không ạ? Còn cái ứng dụng Capture Recorder này nó hoàn toàn miễn phí, chất lượng quay màn hình cực tốt, tôi quay rất nhiều video. Ngoài ra nó còn có chức năng uh, chỉnh sửa video, cắt ghép cơ bản. Đấy, bạn nào chưa có hãy truy cập cái kho ứng dụng của Google Play. tìm từ khóa capture recorder gõ chính xác nhé đây là phần mềm quay video màn hình và chỉnh sửa video của ruthie marie bạn hãy nhìn kỹ cái tên nhà cung cấp và cái logo nha thì chỉ cần kích vào ứng dụng và bạn sẽ Cài đặt được cái ứng dụng này một cách dễ dàng Sau đó là ấn vào dùng thôi Ứng dụng này có trên một triệu lượt tải xuống Kinh khủng Và có hơn 112.000 đánh giá Trung bình đánh giá là 4,6 sao Rất là tuyệt vời Với một cái ứng dụng miễn phí Vô cùng tuyệt vời sau khi cài đặt ứng dụng. Ứng dụng này nó sẽ chuyển ra cái màn hình ngoài của điện thoại đúng không ạ? Mình nhấn vào biểu tượng của ứng dụng để truy cập. Ứng dụng này là miễn phí thì họ không thu phí người dùng nhưng họ cần phải có nguồn thu doanh thu để duy trì để phát triển không ai làm cái gì miễn phí cả đúng không ạ? nhấn vào skip app bỏ qua quảng cáo chúng ta có bốn cái tab nha cái tab đầu tiên tab đầu tiên này là cái tab lưu giữ những cái video mình quay màn hình đó tôi quay rất nhiều video và tôi thường sau khi quay xong là tôi copy sang máy tính để tôi có thể biên tập lại chỉnh sửa thêm sau đó tôi mới xuất bản tiếp theo cái tab thứ hai là ảnh đây cái tab thứ ba là cắt ghép video này chỉnh sửa video có nhưng mà ở đây tôi hướng dẫn bạn cắt ghép video ha vì một số chị em trong nhóm của tôi quay video nhưng mà lại vừa quay vừa dừng. Thành ra là để một có một cái video 5 10 15 phút chẳng hạn thì chia ra thành mấy cái video nhỏ liền. Do đó uh, chị em chưa biết ghép video. Tôi vì vậy tôi mới làm cái video này hướng dẫn ghép video. Đây Chúng ta sẽ chọn những cái video mà chúng ta muốn ghép với nhau Hôm trước thì tôi ghép 6 cái video của bạn Thanh Thanh Đây. 6 cái video này thành một cái video dài 22 phút 46 giây Đây bạn thấy không ạ Tiếp theo hôm nay thì tôi sẽ À, ghép ba cái video của bạn Thu Thúy 338 là đầu tiên 335 rồi và 346 là cuối cùng mình phải biết cái nào trước cái nào sau nha cái ghép nhầm này nó buồn cười lắm ha sau đó mình nhấn chức năng ghép Đây, phần mềm nó sẽ tự động à, hoạt động nhanh lắm đơn giản lắm sau khi mà hoàn thành video ở trên này ấy, thì mình hoàn toàn có thể đăng lên kênh youtube luôn không cần có ra máy tính nữa mình đăng lên youtube trên điện thoại sau đó mình sẽ truy cập kênh youtube bằng máy tính để mình tối ưu hóa cho video sau cái thời gian mà render video ấy, tức là cắt ghép hoặc chỉnh sửa của phần mềm này nó cũng rất là nhanh so với những phần mềm cùng loại ha tốc độ render chỉnh sửa video đấy khá là nhanh video là một cách tiếp thị cực kỳ tốt có thể nói là tốt nhất thời điểm hiện tại là một xu hướng mà những cái người làm internet marketing hết sức chú trọng tại thời điểm này. Với video, bạn có thể đăng lên YouTube này, fanpage này, Facebook cá nhân này, rồi những video ngắn thì có thể là TikTok hoặc là Instagram, rồi nhúng vào website, bài viết trên website nếu bạn có website. Đây là những nền tảng chia sẻ video phổ biến hiện nay ok đấy video đã được render xong ghép xong và tôi có thể dễ dàng chia sẻ lên youtube này đấy, có youtube facebook này tin này và những ứng dụng khác ngoài ra cái phần cài đặt của ứng dụng này bạn nên vào đầu tiên để setup cho nó tốt nhé. Độ phân giải video 720. HD đấy, chất lượng HD. Chất lượng video tự động khuyến nghị. FPS không cần chỉnh. Hướng video tự động. Cho phép ghi âm. Vị trí lưu của video bạn có thể thay đổi để dễ tìm. Tôi thì để mặc định thôi. Bạn lưu ý này. Cài đặt mặc định của cái ứng dụng này á, là nó sẽ hiển thị một cái cửa sổ điều khiển than nổi trên màn hình và khi mình quay nó sẽ có một cái chấm đỏ. Nó cũng rất là gọn gàng thôi. Nhưng nếu bạn muốn bỏ nó đi. để cái video của mình nó rất là uh, sạch. Nó rất là gọn gàng và không có cái chấm đỏ của cái bảng điều khiển. Thì bạn hãy tắt cái uh, bạn hãy chọn off cái lựa chọn là đóng ứng dụng khi bạn đóng cửa sổ thả nổi đấy giống như tôi đang quay này này không có cái bảng điều khiển được thu vào trong này ứng dụng này nó rất là dễ dùng nha bạn chỉ dùng vài lần thôi là bạn sẽ thành thạo rất là dễ dàng sử dụng nó cực kỳ tốt và lại miễn phí nữa cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video hướng dẫn của tôi hãy nhấp vào nút đăng ký kênh youtube của tôi và thêm nhấp vào cái chuông nhỏ thông báo để mỗi khi tôi có video thì bạn sẽ được thông báo và nhận được video mới nhất nhanh nhất hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo